Châu Gia Kiệt. Châu Gia Kiệt thưa quý vị là một ca sĩ cũng đi hát, cũng có một chút vốn liếng và sống chân tình với anh em, chưa bao giờ mà đối với Trường Giang không có cái gì đó mà nó sai cái. Đúng vậy, đúng rồi. Thiệt luôn. Chân thành mà nói. Nó nghe nếu anh khó chia để em chia cho. Ở đây là 6 người nhưng mà 5 người chơi một anh MC. Thì bây giờ mình chia 5 người là 20 triệu, rồi 1 triệu bên đây chia mỗi người 300 mấy nữa. Thì chia ra xong xuôi rồi cộng bao nhiêu tiền qua ăn quán ăn hết luôn. Đó, cứ 20 hết. Triệu ăn hết quán rồi hết luôn. 20 triệu hưởng hết rồi còn gì nữa. Sẵn đó thì mình mời luôn những anh em mấy anh em quay phim rồi. Không, quay phim bận rồi, quay phim bận rồi. Hết rồi, hết vàng luôn. Nếu mà mời hết trong hội trường này thì 60 triệu, em giao bù 40, giao bù 40. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc. Ủa sao chị, sao chơi điều này cũng lỗ hết trơn vậy chị? Không, nhưng mà mấy bạn tính như vậy chị thấy là hợp lý đó. Thật sự. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây thống nhất lại là gom lại 21 triệu để tới quán Trường Giang ăn. Và tổng bill là 60 triệu và Trường Giang sẽ bù 30. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta rất vô thường nên tiền bạc không là gì cả với em. Riêng em chưa bao giờ biết em có bao nhiêu tiền và mỗi show kiếm được nhiêu tiền. Em không quan trọng về tiền, nhưng vợ em rất quan trọng.